Xong được chưa? Không sát được rồi. Khoảng gần gần thôi. Nhưng mà khỏe. Ui, được luôn rồi. Khổ lắm đấy. Được luôn đấy nhỉ? Có cái gì đừng không à? Có đấy. Ôi rồi rồi. Xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và hôm nay thì em đang đi tìm rán mọi người ạ. Đang đi săn rán. Sáng giờ thì vẫn chưa thấy con nào. Chả biết là có thấy không. Thì sáng nay thì tìm tận tít dưới kia lên. Mang theo hai con chó nữa. Và chưa thấy con nào luôn. Hy vọng là hôm nay sẽ thấy con nào. Ồ, hai cái em kia đang làm gì trong búi nhỉ? Vào xem nào. Hai em kia đào cái gì trong búi kìa. Cái gì đấy, đào cái gì đấy? Rúi à? Ồ, rúi ở đấy à? Rúi ở đây nhỉ? Thấy chưa đấy? Chưa. Chưa thấy à? Để đào thôi, chưa thấy. Các bác ạ, đi săn rán thì lại gặp hai em này đào rúi. Mà cả vái đi đào rúi. Đi làm gì về mà thấy đấy? Chắc châu thấy thôi. Chắc châu thấy á? Châu đâu? Châu ở bên kia. Ồ, châu ở bên kia. Nó đi vào dưới đây à? Ừ. Ghê nhỉ. Chắc châu mà cũng đào được rúi. Hai em này thấy rúi trong cái búi tre này mọi người ạ. Thế mà mình đi tìm rán cả buổi sáng này không thấy. Hai em nó thấy trong này. Vẫn chưa được à? Chưa được đâu. Còn đi đâu ấy? Đây, đi sâu lắm. Ồ, sâu thế. Có đào được không à? Hay là có cả cần anh giúp không à? Giúp thì giúp đi. Anh giúp thì tối về thịt thì gọi anh nhá. Vâng. Ồ. Không thịt đâu, bán. Bán à? Ôi bán thì bán cho anh à. Bán thì chia nhau thôi. Bán thì bán cho anh đem về thịt đấy. Mọi người ạ, hai em này đào mà cũng đào được cái hàng sâu phết ấy. Cả cái đống đất này, nhiều. Bởi cái đống đất ra đấy, nhiều thế kia. Sao mà đào được? Đi săn rán mà không gặp rán lại gặp hai em này đào rúi. Thế mới hài mọi người ạ. Sao biết là đây có rúi mà cầm cả cua xẻn theo thế này? Con chó nó thấy nó sủa. Xong là mình thấy mình đi chạy đi lấy cua xẻn rồi. Ghê ăn à. Hai em này có chồng chưa? Có rồi. Có rồi à? Vâng. Nhưng mà trong cái làng thì bọn em suốt ngày đi chăn trâu thôi. Sướng nhỉ. Suốt ngày đi chăn trâu mẹ được đào rúi hay sướng ạ? Ít khi ra lắm. Chắc có nhiều chứ. Đi chăn trâu cũng thế này. Từ từ để anh sang bên này, anh quay sang em nhé. Đây, cái hang nó đi đâu rồi? Ồ, đi vào trong à? Sâu thế rồi. Sâu lắm rồi.
Rồi, đào đi, tí mà không đào nổi thì bảo ai anh giúp cho. Vâng. Bây giờ cũng khá mệt rồi. Anh ơi, đào hồi giúp gì nhỉ? Một tí được thì mới chia nhau nhỉ? Thế để anh giúp cho tí. Các bác ơi, hai cái em kia nó ra đây chăn trâu mà nó cũng thấy rúi mọi người ạ. Các bác ạ, ôi, ở đây dòng dòng à, có dòng sông à, ma ra đẹp á, nước chảy rất là, nhìn rất là đẹp luôn. Trâu, hai em kia chăn trâu đây này, đem cả trẻ con theo nữa này. Thế mà thấy rúi ở ngay cái gốc, cái gốc tre này cơ. Chắc cái rúi nó ở trong này ăn cái gốc tre này mọi người ạ. Nghĩ là chắc là thế rồi. Gốc tre to thế. Thế mà thấy rúi trong cái gốc tre này. Mình thì đi sang săn rám mà không được. Thế mà hai em này nó lại đi săn trâu nó cũng thấy. Ồ, nhìn con trâu này. Châu ơi, châu đây mà đào rúi bên kia. Thế mới hài. Khéo cùng đi chăn châu. Nếu mà hai em kia mà chưa châu thì ở đi chăn châu hai em đấy, đào rúi hai em đấy luôn. Đi đào rúi giống gì ấy. Bây giờ quay lại đi giúp à, hai em kia đào một tí đấy nhá. Không thì nó lại bảo là mình đây mà mình mà lại không giúp. Xong được chưa? Cũng xong được rồi. Ở gần gần thôi. Khỏe. Đào trên này một tí đi để nó. Để ngó phăng à. Để đỡ vướng cái đầu. Đi sâu phết rồi đấy. Để anh đào giúp tí nào. Mọi người ạ, đi tìm rám mà không được, xong rồi đến đây gặp hai em đang đào rúi, xong rồi bây giờ phải giúp luôn này. Hai em này bảo là đào được thì mang đi bán, cho nên là đào khổ thế mà đào được thì bảo bán cho mình luôn, đem về tối là thịt ăn, làm tiết canh rúi luôn. Đào được là bảo hai em này bán cho mình, đem về tối nay sai á. Thích nhất là cái món là tiết canh rúi à. Mình thì không có ăn nhưng mà là rất thích là đánh tiết canh rúi để cho mọi người ăn. Hy vọng là đào giúp hai em này đào được. Đào được có bán không? Bán. Đào được bán nhá. Vâng. Anh mới giúp đấy, không anh giúp rồi. Vâng. Thế sao sáng nay không đi gọi chồng về đào giúp? Đi làm gỗ rồi. Làm gỗ à? Làm cho công ty à? Làm của mình thôi. Làm của mình hả? Vâng. Thế chứ đi làm công ty. Anh thấy ở trên này có cái công ty nó làm gỗ mà. Thì mình chạc cứ quẩn. Thôi, hai em đào đây để anh quay một tí cho mọi người thấy. Ừ.
Đây mọi người ơi, hai em này đào một hồi thì cũng sắp được rồi. Thấy Duy chưa? Sắp thấy rồi. Thấy rồi. Có bắt được không đi? Có cần anh bắt cho không đi? Không bắt được đâu. Thế anh mà không ra đây thì tí chả đập chết luôn à? Nếu anh không ra thì đây thấy thì lấy cái thuồng này đập chết thôi. Ồ, thế tiếc quá, thế thì chết thì anh mua thì mua về nó mất cái giá trị rồi. Thì cũng ăn thôi. Ăn nhưng mà anh còn đem về anh còn làm tiếc canh rúi nữa cơ. Ủa, xấu thế rồi. Xấu lắm rồi mọi người ạ. Thì nó kìa mọi người. Thấy không? Ui, to này, con này to ấy. Bắt đi. Em bắt đi. Ui, được luôn rồi. Đủ lắm đấy. Được luôn đấy nhỉ. Có cái gì đứng không à? To đấy. Ôi rồi rồi. Tôi nãy vội quá, chỉ mang cuốc với. Công nhận hai em này đào giỏi phải thật đấy. Kiến đó nhá. Đào à? Đào một hồi mà đào được cả con rúi to thế này rồi. Quay lên lại đây để anh xem nào. Quay lại đây anh xem nào. Nó mà làm cho một phát thì lại mệt á. Ui to thế. Ôi, ok nhá các bác nhá. Bây giờ thì rúi được rồi, hai em này định bán không? Bây giờ đem về cân mình mua và mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Bye bye các bác nhá.